Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong 2 Samuel chương 9. Chúng xin lời Ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và là ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh Jesus Christ, Amen. Chương này nói về sự nhân từ của David đối với Mephibosheth. Câu 1. Bây giờ David nói rằng, có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ở trong 1 Samuel chương 7 thì David hỏi, tôi có thể làm gì cho Đức Chúa Trời được? Và ông đã đề xuất xây dựng một đền thờ cho Chúa. Bây giờ thì David hỏi một câu hỏi khác mà mỗi chúng ta cũng nên hỏi, tôi có thể làm gì cho người khác được? Câu hỏi của David cho thấy một tình yêu thương lớn lao vì Saul tự cho mình là kẻ thù của David. Theo thông lệ, vào những ngày đó, nhà vua của một triều đại mới sẽ tàn sát, tận diệt bất cứ ai có liên hệ với triều đại trước. David đã đi ngược lại nguyên tắc trả thù tận gốc đó và chống lại nguyên tắc tự bảo vệ bản thân. Và ông hỏi là, mình có thể làm gì cho gia đình của kẻ thù của mình? David nói tiếp, ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. David làm điều này vì ông nhớ lại mối quan hệ và giao ước của mình với Jonathan ở trong 1 Samuel chương 20 câu 14-15. Jonathan nói rằng, và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết, dẫu khi Đức Giê-hô-va tiêu diệt kẻ thù nghịch của David khỏi mặt đất cho đến cùng, thì cũng chớ cất ơn thương nhà tôi đến đời đời. Hành động của David không chỉ dựa trên cảm xúc mà còn dựa trên lời hứa của một giao ước. Câu 2. Và có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipa. Người ta gọi nó đến cùng David, vua hỏi. Ngươi là Sipa chăng? Người thưa, phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. David chỉ có thể biết rằng có một hậu duệ của Saul vẫn còn sống và chỉ có thể biết được vị trí của ông ta thông qua người hầu nhà Saul tên là Sipa này. Điều này có nghĩa là Mephibosheth đang ẩn náu. Câu 3. Vua tiếp rằng, chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Cụm từ này là chìa khóa để hiểu động lực của David trong chương này. David muốn cho người khác thấy lòng nhân từ giống như Đức Chúa Trời đã bày tỏ với ông. Sipa thư cùng vua rằng, còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Lần đầu tiên chúng ta biết về Mephibosheth là trong 2 Samuel chương 4. Ở đó cho chúng ta biết rằng người con trai này của Jonathan đã bị què chân do một tai nạn khi họ nghe tin rằng cha của cậu là Jonathan và ông nội của cậu là Saul đã chết ở trong trận chiến. Chúng ta nên nhớ lý do tại sao mà người vú nuôi của Mephibosheth đã giữ cậu bé lại và vội vàng chạy trốn khi biết tin về cái chết của Saul và Jonathan. Bà đúng là lo sợ rằng thủ lĩnh của một vương triều mới sẽ xử tử mọi người thừa kế tiềm năng của vương triều cũ. Điều này có nghĩa là theo triều đại trước của Saul, Mephibosheth có quyền nối ngôi. Ông là con trai của thái tử, Jonathan là con trai đầu lòng của nhà vua. Và những người thừa kế tiềm năng khác thì đã chết. Về phương diện chính trị, David có thể coi Mephibosheth là một đối thủ hoặc một mối đe dọa. Sau đó, ở trong 2 Samuel chương 16, câu 5 đến câu 8, chúng ta thấy có một người tên là Simei theo phe nhà Saul chống lại David. Ít nhất có vài người ở Israel cảm thấy rằng nhà Saul vẫn nên trị vì đất nước và David không nên làm vua. Mephibosheth có thể lôi kéo những người theo phe phái này và phát triển thành một nhóm đối lập đi theo mình. Ích-bô-sét là chú của Mephibosheth và ông đã tiến hành một cuộc chiến đẫm máu chống lại nhà David để giành lại ngai vàng của Israel. Có ít nhất một cơ hội bên ngoài để Mephibosheth có thể làm điều tương tự như vậy. Câu 4. Vua hỏi rằng, người ở đâu? Sipa thưa rằng, người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Điều này nói lên vị trí thấp kém của Mephibosheth trong cuộc sống. Thậm chí, ông không có nhà riêng của mình. Thay vào đó, ông phải sống ở trong nhà của một người khác. Về sau cho thấy Maki, con trai của Amien, trung thành mãnh liệt với David. Khi con trai của David là Absalom dẫn đầu cuộc nổi loạn chống lại David, Maki đã ủng hộ và giúp đỡ David đang gặp nguy hiểm lớn cho bản thân. Trong 2 Samuel chương 17, câu 27-29, thì nói rằng khi David chạy trốn đến Mahanaim, thì Sobi con trai Nahash quê ở Rabba là thành của dân Amon với Maki, con trai Amien ở thành Lodeba và Barzillai, người Galaad ở thành Rogelim đều đem cho David và cho cả dân theo người những giường chén chậu đất, lúa mì, lúa mạch, bột mì, hột rang, đậu, phản đậu và các thứ hột rang khác, mật ong, mỡ sữa, con chiên và bánh sữa bò đặng cho David và đạo quân người ăn, vì chúng nói rằng dân sự đã đói khát và mệt nhọc trong đồng vắng. Câu 5. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien tại Lodeba mà đòi người đến. Mephibosheth hẳn đã rất kinh hãi khi các sứ giả của David đến gõ cửa và yêu cầu ông hãy đi cùng họ để đến gặp nhà vua. Trong thâm tâm,
Mephibosheth đoán trước ngày đã đến David sẽ làm như những vị vua khác đã làm, tức là sẽ tàn sát mọi đối thủ tiềm tàng để giữ ngai vàng của ông. Tiếng gõ cửa cũng đồng nghĩa với việc Mephibosheth không còn trốn với David được nữa. Ông ta cảm thấy an toàn chừng nào ông ta tin rằng vị vua mới không biết về mình. Lodeba là một thị trấn chỉ được nhắc đến vài lần trong Kinh Thánh. Nếu như nhiều học giả giả định rằng cùng một thị trấn với Debir được đề cập nhiều lần trong sách Josué, thì chúng ta thấy rằng đó là một trong những thành phố của Canaan mà Josué đã phá hủy, Josué chương 10 câu 39. Cái tên Debir có nghĩa là đồng cỏ hoặc bầy cừu nằm gần thung lũng Aco, Josué chương 15 câu 7. Ở ranh giới phía bắc của Juda, đâu đó giữa Jerusalem và Jericho. Vị trí chính xác của thị trấn không thể xác định. Nếu như Lodeba là cùng một thị trấn với Debir, thì ở đâu đó trong lịch sử tên của nó đã đổi thành Lodeba. Thuật ngữ Lodeba có nghĩa là không có từ nào hoặc là không có vật gì cả. Cái tên của thị trấn nó không phải là tự có. Cái tên đó nó có thể là một mô tả, nó không phải là tự nhiên. Nó có thể là một mô tả phù hợp về một nơi là thiếu đồng cỏ hoặc không có gì, là một nơi không có gì, không có gì cả. Tiếng Việt có thể nói là đồng không mông quạnh, là nơi hẻo lánh, khỉ ho, cỏ gáy. Lodeba lần đầu tiên được đề cập đến liên quan đến Mephibosheth ở tại nơi đây. Và Mephibosheth ấy rời từ nơi đồng không mông quạnh này để chuyển đến dinh thự của nhà vua tại Jerusalem. Câu 6. Khi Mephibosheth con trai của Jonathan cháu Saul đã đến bên David thì sấp mình xuống đất mà lại. David nói, ớ Mephibosheth, người thưa, có tôi tớ vua đây. Theo phong tục thời đó, Mephibosheth phải sợ David rất nhiều. Tuy nhiên sự sợ hãi của ông đối với David trên thực tế không phải là không có lý do. Cho đến thời điểm này, Mephibosheth và David chưa từng có quan hệ gặp mặt nào. Và đó là vì Mephibosheth muốn như vậy. Ông trốn tránh David vì những nỗi sợ hãi vô căn cứ. Câu 7. David nói cùng người rằng, chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi vì cớ Jonathan cha ngươi. Những lời David nói chớ sợ này sẽ tàn nhẫn hoặc vô nghĩa trừ khi David cho Mephibosheth một lý do để không sợ hãi. David đã lập giao ước với Jonathan ở trong 1 Samuel chương 20, hứa rằng sẽ bày tỏ lòng nhân từ đối với con cháu của Jonathan. David vui vẻ thực hiện lời hứa của mình mặc dù Jonathan đã chết từ lâu. Câu 7b, ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul, ông nội ngươi. David chỉ đơn giản hứa với Mephibosheth sẽ nhận được những gì là của mình. Mephibosheth đã biết rõ về những vùng đất này, nhưng ông ta sợ chiếm hữu chúng vì nó sẽ lộ diện ông trước mặt nhà vua. David đã đi ngược lại mọi thông lệ khi thể hiện lòng nhân từ như vậy với người thừa kế của triều đại cũ. Và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Điều này còn vượt xa việc cho Mephibosheth những gì đúng là thuộc về ông. David cho Mephibosheth vinh dự có mối quan hệ thân thiết với nhà vua. Một lời hứa tương tự cũng được đưa ra cho những người theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng họ sẽ ăn và uống tại bàn của Ngài ở trên thiên đàng. Ma-thi-ơ chương 8 câu 11. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ Đông Phương, Tây Phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Luca chương 22 câu 29-30. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban nước cho các ngươi cũng như cha ta đã ban cho ta vậy. Để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để đoán xét 12 chi phái Israel. Câu 8. Mephibosheth bèn lại mà nói rằng, kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết như tôi đây. Mephibosheth không cảm thấy xứng đáng với sự hào phóng như vậy. Ông ta tự cho mình là một con chó chết, nghĩa là một kẻ vô dụng tầm thường. Tất cả những năm tháng trốn tránh nhà vua và sống trong sợ hãi và nghèo đói đã khiến Mephibosheth tự cho mình là một kẻ vô dụng như con chó chết. Câu 9 đến câu 10. Vua bèn gọi Siba, tôi tớ của Saul mà nói rằng, ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà ngươi. Vậy ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất nông sản, hầu cho con trai của chủ ngươi có bánh ăn. Mephibosheth, con trai chủ ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Và Siba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Ngoài ruộng đất thì David đã cho các tôi tớ Mephibosheth cày đất cho người. Thức ăn từ đất sẽ dành cho gia đình của Mephibosheth, vì giờ đây ông đang ăn tại bàn của David. Câu 11 đến 12. Siba thưa cùng vua rằng, kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephibosheth ăn chung bàn của David như một con trai của vua vậy. Mephibosheth có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Siba đều là tôi tớ của Mephibosheth. Mephibosheth rất vui khi biết rằng David không muốn giết ông ta.
để có một lời hứa như thế này gần như không thể tin được. Câu 13. David thực hiện lời hứa với Mephibosheth. Mephibosheth ở tại Jerusalem bởi vì người ăn luôn trung bàn của vua, người bị què hai chân. Mephibosheth cư ngụ tại Jerusalem không còn trốn tránh vua nữa. Hầu duệ của Saul này hiện sống công khai giữa dân của Đức Chúa Trời. Mephibosheth không còn nghèo đói và bị nhà vua ghẻ lạnh nữa. Giờ đây ông ta có đặc ân lớn trước nhà vua. Mephibosheth bị khập khiễng què cả hai chân. Điểm yếu của Mephibosheth không biến mất. Cuộc sống của ông ta đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ông vẫn còn khập khiễng. Ân điển của Đức Chúa Trời với Mephibosheth là một bức tranh tuyệt vời về ân điển của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Chúng ta là những Mephibosheth. Cái tên Mephibosheth có nghĩa là tiêu diệt thần tượng. Bởi vì thờ thần tượng mà đời sống của chúng ta trong tối tăm, mù lòa, tội lỗi và què quặt. Thi Thiên 115, câu 4 đến câu 8. Hình tượng chúng nó bằng bạc và bằng vàng là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay mà không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuống họng chúng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nơi nó đều giống như nó. Và Thi Thiên 135 câu 15 đến 18 cũng lặp lại giống như vậy. Chúng ta như những Mephibosheth trước kia vốn lẩn trốn, nghèo nàn, yếu đuối, què quặt, đuôi mù và sợ hãi. Trước khi vua lớn của chúng ta là Chúa Jesus Christ tìm đến, tìm gặp chúng ta. Chúng ta bị chia cắt khỏi vua vì tổ tiên, tội lỗi của chúng ta. Chúng ta bị tách khỏi nhà vua của muôn vua vì những hành động cố tình lẩn trốn của chúng ta như bóng tối chạy trốn trước ánh sáng. Chúng ta tự tách mình ra khỏi vua của muôn vua của chúng ta là Chúa Jesus Christ vì không biết Ngài hoặc là vì không biết tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Đức vua lớn của chúng ta là Chúa Jesus Christ đã tìm kiếm chúng ta trước khi chúng ta tìm gặp Ngài. Lòng nhân từ của vua muôn vua của chúng ta được mở rộng cho chúng ta vì cớ người khác. Lòng nhân từ của vua dựa trên giao ước. Chúng ta cần phải khiêm nhường đón nhận lòng nhân từ của Đức vua. Vua trả lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đã đánh mất khi trốn tránh Ngài. Vua trả lại cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đã mất khi trốn tránh Ngài. Chúng ta có đặc quyền được nhận sự cung ứng tại bàn của vua. Chúng ta được tiếp nhận như những người con trong bàn tiệc của vua, được tiếp cận với vua và thông công với Ngài. Chúng ta được và đón nhận những người phục vụ từ vua. Danh dự của vua không ngay lập tức lấy đi tất cả sự yếu đuối và khập khiễng của chúng ta. Đây là ý nghĩa của nhánh nho hoa, không nhất thiết phải vẽ theo văn hóa Do Thái. Công vụ sứ đồ chương 15, giáo hội nghị đầu tiên của các sứ đồ để giải quyết vấn đề khập khiễng này. Nhưng nó mang lại cho chúng ta một ân huệ và vị thế giúp chúng ta vượt qua sự cay nghiệt của nó và thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta về bản thân mình. Ân điển của David đối với Mephibosheth cũng là một khuôn mẫu cho chúng ta trong việc phục vụ và phụng sự người khác. Chúng ta là những David. Chúng ta hãy nên tìm kiếm kẻ thù của mình và hãy tìm cách chúc phước cho họ. Kẻ thù có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, hãy làm cách khiêm nhường, kín đáo, đừng hoanh hoang. Chúng ta nên tìm kiếm những người nghèo khó, yếu đuối, què quặt và trốn tránh để chúc phước cho họ. Chúng ta nên chúc phước cho những người khác khi họ không xứng đáng và chúc phước cho họ nhiều hơn những gì họ xứng đáng. Chúng ta nên chúc phước cho người khác vì lợi ích của một ai đó. Ma-thi-ơ chương 10 câu 8. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ, vì các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Chúng ta hãy bày tỏ lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với người khác. Cảm ơn Chúa, đây là cái chương này. Chúng ta hiểu được ý nghĩa hơn về câu chuyện đọc cựu ước mà liên hệ về Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa cho những lời này và chúng con xin trình dâng lên và cầu thay. Con cầu nguyện lòng vua nằm trong bàn tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Xin dòng nước từ nơi ngôi của trên con. Ngài thương xót và Ngài làm biến đổi lòng của các vua. Và con cầu nguyện Chúa, Ngài cho...